Vâng, đám phong thủy MG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Trước mắt chúng ta là một cái chiếc nhẫn vàng gold. Chiếc nhẫn này thì chắc cũng không xa lạ gì. Nếu như mà quý vị, anh chị mà chúng ta đã xem video bên phía MG khá nhiều ha vậy ha. Đây là chiếc nhẫn của anh Hiếu, làm cách đây cũng lâu rồi. Và hôm nay thì MG đã bảo dưỡng cho anh trai. Thì như quý vị thấy là trước đó là một viên đá khác đúng không ạ? Vâng, chiếc vừa rồi thì anh Hiếu tập tạ nên thành ra là vỡ cái hộp, và MG đã thay vào một hộp khác cho anh Hiếu hả vậy ha. Thì MG chia sẻ đây để quý vị có thể hiểu rằng là nói về những cái món trang sức sang trọng không cũng chưa đủ, mà còn phải kèm theo đó là một cái trách nhiệm giữa người mua với người bán hả vậy ha. Thì những trang sức, những cái sản phẩm mà từ phía LG đưa ra thì đá nè và trang sức nè, quý vị đều được bảo dưỡng trọn đời, là cái tuyệt vời nhất thôi vậy ha. Đó là cái phần mà coi như là xem như là trách nhiệm của LG đối với khách hàng. Và phần thứ hai quan trọng hơn hết là quý vị, ví dụ như là chúng ta thích kiểu này hôm nay, ngày mai chúng ta thích kiểu khác, thì cái viên đá phong thủy chúng ta vẫn giữ lại, và chúng ta có thể lấy cái chiếc nhẫn vàng này nấu để mà đổi kiểu hả vậy ha. Chúng ta có thể năng động trong cái vấn đề sử dụng trang sức và phong thủy, và đều được bảo dưỡng trọn đời và khai vận cho cái món trang sức, thì quá là tuyệt vời hả vậy ha. Đó, khá là đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta qua với những cái sản phẩm mà chúng ta vừa làm ra quý vị ơi. LNG xin chào quý vị, để đăng ký kênh chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn với đá chủ là ruby hả quý vị ha. Thì mẫu thiết kế này thì quý vị thấy nó thô kệch đúng không ạ? Vâng, căn bản thì viên đá thô thì chiếc nhẫn cũng phải ôm theo viên đá để mà nó tạo ra cái chất khác biệt. Thì chiếc nhẫn này ở vành đai thì như quý vị thấy vành đai của chúng ta là giả gỗ nè, vành đai giả vân gỗ nè. Còn mặt bề trên NG không biết nói sao khi mà cái viên đá của chúng ta màu nó không có chuẩn như bên ngoài hả vậy ha. Một viên ruby đỏ thô rất là đẹp, mặc dù là chỉ là viên đá thô thôi, nhưng mà NG dám cá với quý vị luôn, chúng ta khó kiếm được cái hàng thô với cái màu sắc rực rỡ và đẹp như thế này. Vì bên phía LG đá thô thì quý vị cũng biết rồi ha, khá là nhiều luôn. Và mặt phía bên dưới thì như quý vị thấy đây đó, nó còn nguyên cái cấu trúc da của cái dòng ruby không vậy ha. Và bây giờ hiện tại với cái màu sắc này, chúng ta kiếm những cái phôi thô như thế này thì rất là khó. Phôi thô này chúng ta có thể mài láng ra được những cái viên ruby khá là chất lượng, chúng ta chỉ cần việc lọc thịt lại thôi. Nhưng mà khách hàng của chúng ta thì lại thích thích cái cách như thế này. Với Việt Nam thì em hình như chưa có khẳng định được như thế nào, nhưng mà với người nước ngoài thì đa số là họ thích một cái chất có tự nhiên, không cần sự can thiệp của con người hết vậy ha. Thì đây là một chiếc nhẫn khá là đẹp của một vị khách nữ của chúng ta, anh Thư hết vậy ha. Rồi, giấy đâu quan phổ đâu rồi ta? Ủa, giấy đâu quan phổ không có hả nè? Trời ơi, mai mốt kêu nó làm giấy đâu quan phổ đi, nó không làm giấy đâu quan phổ mất công đi quan phổ bên này nữa, hằng thiệt tình. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn vàng gold. Chiếc nhẫn này thì bên Kim Hoàng 6 làm hả vậy ha, bên Kim Hoàng 6 làm cho chúng ta. Chiếc nhẫn vàng gold này thì em vậy sao hơn nhìn chiếc nhẫn thấy nó hơi khó chịu nha. Với chiếc nhẫn vàng gold này thì viên đá thì như quý vị thấy thì viên đá lửa thì khỏi chơi ha, nhưng mà cái chiếc nhẫn này thì em đi cho làm lại. Căn bản thì MG cũng muốn chia sẻ lên đây cho quý vị thấy luôn ha. Tại vì người xem video không chỉ có khách hàng đâu, còn có những người họ có chuyên môn. Nó thành ra là những cái nào nó không đẹp mà cứ bô bô cái miệng thì nó rất là kỳ.
Thì thông qua video thì như quý vị thấy có thể thấy đây. Đây là ở giữa viên đá chúng ta là phần tim đáy. Giữa viên đá chúng ta là phần tim đáy hả quý vị ha. Nó không có nằm ngang so với lại cái bàn đai. Nó không có gọi là hàng cao cấp được. Nó không có tính chất chuyên nghiệp. Thua. Này LG sẽ nói lại với lại bên Kim Hoàng 6 và sẽ làm lại ngay lập tức cho quý vị ha. Và nếu mà như thế này á, nó đã không khớp như thế này thì chắc chắn là cái chấu này nó cũng sẽ không có ok. Bằng cách là chúng ta có thể thấy là cái sự cân đối giữa hai cái chấu này là ok nè. Nhưng mà cái chấu này nó nằm khá rời rạc và lệch lại. Thì không, y như rằng quý vị có thể thấy là nếu như mà để thẳng như thế này, cái này nè, thẳng đột nè, nhưng mà cái này nó hơi bị chìa ra và xéo xéo. Nếu như mà để có thể xéo thì hai bên cùng xéo thì cái viên đá nó sẽ vô giữa và nó sẽ trên. Cái này là lỗi do bên Kim Hoàng hả vậy ha. Và LNG là người trực tiếp nhận hàng và trực tiếp lên video và cũng trực tiếp hạ kiểm chất dùng quý vị, y như là KC vậy đó, khâu KC vậy quý vị. Rồi ok, chiếc chẵn này không bàn cãi, cho qua làm lại, chỉnh sửa và cân đối lại cho khách hàng. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với sản phẩm khác quý vị ơi. Chúng ta đến với những còn lại mấy cái món bạc mà đúng không nào? Món bạc. Ok. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với lại hai cái chiếc nhẫn bạc hả vị ha. Chúng ta còn lại chỉ là những món trang sức bạc mà thôi. Thì với hai chiếc nhẫn bạc này thì em mời quý vị chúng ta cùng trải nghiệm ha. Vì cái dòng nhẫn bạc mà thiết kế loại này thì em thấy trên thị trường cũng khá nhiều. Khá nhiều chứ không ít hả vị ha. Vâng, đầu tiên thì chúng ta đến với chiếc nhẫn bạc với những cái viên đá chủ là peridot, khá là xinh xắn hả vậy ha. Đó. Và chúng ta quan sát thì quý vị có thể thấy là những cái viên đá của chúng ta được mài theo kiểu giác xoàn, tức là giác kim cương. Thì với những cái kiểu giác xoàn như thế này thì nó tình hình chung là nó sẽ cho ra những cái viên đá có cánh lửa tủa ra quý vị ạ. Đây đó, quý vị sẽ thấy là bất kỳ viên đá nào nó cũng sẽ có hiệu ứng tủa ra. Và với cái hiệu ứng đó thì nguyên một cái vành nhẫn thôi vậy ha, khi mà ánh sáng lọt vào nó trực diện với người nhìn, thì như quý vị đang quan sát đây đó, cứ trực diện với người nhìn thì chúng ta sẽ thấy được cái độ sáng tỏa của nó. Mặc dù là viên đá của chúng ta mài bằng kềm tay, nhưng mà quý vị có thể thấy là cái 2, 4, 6, 8 cái mũi tên tủa đó hả vậy ha, không khác gì hàng kim cương hoặc là hàng moi được mài theo kỹ thuật số đó. Những cái viên đá khá là đẹp. Và lên video thì với ánh sáng của đèn nó khiến cho cái dòng đá của chúng ta màu sắc nó không có tươi. Nhưng nếu như mà quý vị trải nghiệm một cái chiếc nhẫn này ở phía bên ngoài thì nó thiệt quý vị là rất là phơi ha. Tiếp theo thì chúng ta đến với một chiếc nữa. Cái này là sapphire đúng không Nam? Sapphire nào phải không? Sapphire vàng. Mà hình như là khách đặt là sijin nhưng mà chúng ta làm bằng sapphire đúng không? Tại sijin mài ra nó nhạt quá. Với lại nó không đều màu. Đúng rồi. Sapphire nó đậm hơn, đẹp hơn. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chị chết rồi, cái đống này là bộn luôn á, hàng sapphire, hàng sapphire buôn hồ của chúng ta, hàng thiên nhiên không mà làm cỡ này là thôi rồi toan rồi. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn bạc với đá chủ, với những cái viên đá tấm, nó nói tấm chứ này cũng mấy ly, lấy nhanh mượn cái thước thôi, 3,5 ly. Với những cái viên đá sapphire 3,5 ly hả vậy ha. Với những viên đá sapphire 3,5 ly dày trục được mài bằng giác xoàn, được mài giác xoàn hả vậy ha. Đó. Thì chúng ta thấy là một cái nền vàng chói xung quanh ngón tay của chị em phụ nữ thì nó rất là ấn tượng hả vậy ha. Và phụ nữ là phải điệu đó. Chúng ta là phụ nữ thì chúng ta cần phải điệu đà quý vị ạ. Rất là đẹp luôn. Em xin phép quay hai chiếc nhẫn này ở ánh sáng tự nhiên hả vậy ha, chứ quay như vậy nó dìm hàng quá em khó chịu quá. Và giờ đây thì chúng ta quan sát hai cái chiếc nhẫn của chúng ta với ánh sáng tự nhiên quý vị ạ.
Thì như quý vị có thể thấy là với ánh sáng tự nhiên nó không có bị tóe lửa như là dưới ánh đèn hả vậy ha. Thì chúng ta quan sát là thấy là những cái viên sao phiêu của chúng ta nè, đó, hàng chuẩn đáy, chuẩn dắt sàn và lửa tung tóe luôn, nguyên cả một cái vành đai, mặt nào nhìn nó cũng chóe lửa hết. Thì đó là một cái đặc sắc ở một cái sản phẩm như thế này. Bởi vì như quý vị thấy thì những cái viên này, những cái viên sapphire 3 ly máy này, chỉ cần trong số này nó có một hoặc hai viên nó bị lọt thỏm, tức là thiếu đáy quý vị, hoặc là đáy nó không có cân đối, thì coi như là chiếc nhẫn của chúng ta là xem như là vứt luôn. Vì cái hàng này nó cần cái sự đồng điệu, tức là anh này cũng phải như anh kia và anh kia cũng phải như anh nọ. Vì trong hai cái trong nguyên một dãy này chỉ cần hai chiếc mà nó bị thiếu đáy, nó có lỗ, có cái khoảng đen ở giữa, thì nó sẽ làm cho cái chiếc nhẫn kém sang và mất giá trị hả vậy ha. Tiếp theo thì chúng ta đến với chiếc nhẫn Peridot, thì quý vị cũng xem cùng em đi ha, chúng ta trải nghiệm nha. Nó đều trân rồi quý vị ơi. Đó. Không một hộp đá nào mà nó bị lọt thỏm cả. Thì đây là điều mà tuyệt vời nhất mà LNG có thể gọi là cảm ơn, gửi tấm lòng cảm ơn đến quý vị, xem như là một sự tri ân quý vị đã tin dùng bên LNG ha. Bây giờ chúng ta qua với hai món trang sức nữa quý vị ạ. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một chiếc nhẫn bạc ha vậy ha. Này không phải vàng, để trọng nhẹ nữa, này không phải vàng, một chiếc nhẫn bạc. Còn cái viên đá đỏ của chúng ta thì quý vị thấy thì chúng ta có hình dung là đá gì không ạ? Vâng, cái viên đá đỏ mà chúng ta đang thấy đây là một viên mã não. Để mà kiểm tra về chất mã não thì quý vị có thể thấy là khi mà LNT đưa lên sáng như thế này nè, chúng ta thấy được cái vân đá. Rồi. Ô, ai gọi điện nữa trời. Vâng, thì nói chung là chiếc nhẫn này đẹp hơn quý vị ha. Hết. Vâng, và cuối cùng thì chúng ta đến với một cái mặt dây truyền bạc 925. Chúng ta vừa làm một cái chiếc nhẫn bạc 925 đá mã não và hai cái nhẫn bạc 925 đá peridot với lại sapphire vàng. Bây giờ chúng ta đến với một cái mặt dây truyền. Đá chủ là một cái viên quý vị thấy trắng đã không? Cũng có những cái tia tua ra như là hàng kim cương, giác mài kim cương hả vậy ha. Và con này thật sự là giác mài kim cương. Đá chủ của chúng ta là dòng đá Tô Ba, hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên. Nói về dòng Tô Ba này thì AMG cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở trên video của mình. Viên Tô Ba, dòng đá Tô Ba là một dòng đá nó có độ cứng là 8, đứng đầu trong tất cả các dòng đá quý nhóm 2 như là Spinel, rồi Aquamarine, Tút Ma Linh, vân vân ha vậy ha. Và như quý vị thấy thì một cái mặt dây chuyền khá là đẹp, khá là đẹp luôn, không còn gì bàn cãi luôn. Nhưng mà vấn đề bây giờ là em phải đưa cho làm lại, chứ em không biết chỗ nào để mà gắn cái dây chuyền vô đây. Hôm nay sao nha, làm như tâm tai của em Kim Hoàng giỡn mặt với em hay gì trời. Rồi gắn cái đai đâu, gắn cái dây đâu. Ok, thì tất cả những cái món trang sức như quý vị thấy là LNG sẵn sàng hỗ trợ quý vị rất là nhiều khâu mà cần đòi hỏi đến chuyên môn để cho ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh, hoàn hảo và tuyệt vời. Thì đá quý phong thủy LNG mong muốn rằng là quý vị sẽ đồng hành và ủng hộ LNG ha, để LNG có thể phục vụ quý vị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau với những điều thú vị hơn. Quý vị nhé.